Vâng, trận thi đấu thứ hai, game thủ chim sẻ và game thủ tu tì. Những phút đầu tiên, quả 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cây có 7 không? Nhiều khả năng là 7 cây. 7 cây dành cho game thủ chim sẻ. Đằng sau cây gỗ này vẫn còn, vâng, chỗ này chuột mình chỉ này vẫn còn một cây quả nữa. Là các bạn sẽ nhìn thấy sớm rồi. Vâng, đây đấy, cây quả chim sẻ vừa chỉ đấy. Nó là bãi quả 7 dành cho game thủ chim sẻ. Và các bạn chờ mình up clip một chút, sau đó mình sẽ quay trở lại với trận thi đấu này. Và những bước đầu, những sự khởi đầu thì các bạn cứ theo dõi màn hình thôi. Mình up một tí clip. Vâng, quay trở lại với màn hình máy của game thủ chim sẻ, hiệu 4 về. Bãi quả đầu là bãi quả 7. Góc này là góc đánh cung là đẹp này. Khá nhiều rừng và có một rừng thụt ở phía trong nhà. Nhưng mà về gỗ thì có lẽ chim sẻ không phải lo nghĩ gì về chuyện này. Nhà BA đóng hướng thẳng ở giữa bản đồ và nó là ở... Vâng, nhà chim sẻ ở dưới thung lũng, nó ở trên dốc. Không biết là hướng ra ngoài thì nó có con dốc nào hay không. 9% tới từ Tuti và 13% tới từ game thủ chim sẻ. Chờ xem đồ ăn thêm. Vâng, một rừng thông, một rừng già trong nhà, đẹp quá. Gỗ đúng trận này thì không cần phải nghĩ. Chiếc S đầu tiên coi như là nhân đôi. Chim sẻ bắt đầu cắt dần để ăn bầy hiệu này và đóng một chiếc S ở gần với cánh rừng dừa. Cắt dần ra, ăn bãi quả phụ. Tìm thấy hơi muộn và nó cũng ở hơi xa. Một bài không được đẹp dành cho game thủ cầm Acidian. Chim sẻ đi nắng. Bài hơi tù. Vâng, có lẽ sẽ dâng Nga bài này rồi. Không thể đánh tại nhà được. Lên đời muộn quá. Mà đồ ăn thì nó tù tội. Quả 7 hiệu 4 về, sau đó đập lô thêm được. Vâng, đây 7 hiệu này cũng là 7 hiệu 4 và có thêm một bãi quả phụ. Đừng nói với tôi đóng ghét ăn một con voi. Không phải là thánh. Vâng, con dân ít máu thì cho câu voi, còn ba con khỏe mạnh đi bộ về. Thánh xẻ. Vâng, thánh xẻ. Okay.
Sao nhỉ? Vâng, 10 5x, 10 50 dành cho chim sẻ với bài chung là nó hơi tù. Vâng, bây giờ thì lại đánh tại nhà rồi, có thêm con voi lại kéo về và đánh tại nhà. Không biết Tuti trận này như thế nào, ta hãy cùng xem. Tuti liên đời ngang phèo chim sẻ nhưng nó là 28 dân so với chỉ 26 dân của game thủ chim sẻ. Đó là một sự khác biệt cực kỳ lớn, sự khác biệt quá lớn. 2 dân 5A và 4A chăng? Nhiều năng xem 5A. 5A dành cho game thủ Tuti, còn chỉ là 4A dành cho game thủ chim sẻ. Vâng, cùng xem Tuti thi đấu như thế nào trong trận thi đấu này. Ta hãy cùng chờ đợi xem. Vâng, có vẻ như đang hơi lag hay giật gì đó, mình cũng không hiểu lắm. Tiếp viên GV vừa chỉnh lại để phục vụ cho các bạn. Vâng, 35 trên 40. Tuti khỏe hơn, nhưng có lẽ lên đời chỉ ngang phèo với sẻ thôi. Khỏe hơn đấy. Đây là nhà của Tuti. Đúng là sẻ 4A. Và Tuti liệu có phải là 5A không? Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem. Một tuần đi tới từ game thủ Tuti. Chúng ta cùng xem có đúng là 5A không. 28 dân đánh 4A thì tôi cũng lạy ông Thánh Tuti. Tôi phục ông là Thánh luôn. Tơn lao thẳng ruộng của sẻ. Tơn ảo. Hai đời đi thẳng tơn. Vâng, đi khá vòng vèo, lao thẳng ruộng. Tách cung R bãi gỗ, tách cung R vào địa chỉ làm ăn. Thêm chiếc BA thứ 5 dành cho sẻ, dân sóc đều. Vâng, nhà sẻ cũng lòng hoàng như vậy mà Tuti không lợi dụng được cơ hội lên sớm hơn. Vâng, đúng là 5A của Tuti này, nhưng sao sức ép của anh ấy ít thế nhở? Đánh cái 5A 4A là anh ấy phải ép cho chim sẻ không thở nổi chứ. Vâng, không ổn tí nào đối với Tuti trong trận thi đấu này. Thi đấu kiểu này mà cứ rằng vâng cò cưa kéo sẻ mấy ông này, tên đã là sẻ rồi mà cứ cò cưa kéo sẻ mấy lão này thì tỷ lệ thắng của Tuti là cực kỳ thấp. Tỷ số này đang là 1-0 cho sẻ trong vòng 3 của nhánh thua. Đây là vòng 3 rồi. Một tơn bắt quần tới từ game thủ Tuti chăng? Chim sẻ đang cố gắng chạy. Tơn đi đuổi theo này là tương đối to của Tuti. Và chim sẻ dường như đang muốn ốp A. Dương Đông kích Tây quay lại ốp A. BA thứ 6 không? Đúng là chiếm dốc của phía nhà BA. Và lọt được cả vào nhà Tuti thêm lần nữa. Lại chảy nước. Đổi, vâng, phải chăng là tơn đổi nhà? Tuti muốn đổi nhà với cái game thủ chim sẻ này. Đúng là một tơn Tuti muốn đổi nhà. Cung G đang lao về phía nhà BA của game thủ chim sẻ. Chim sẻ đang giật lùi lại phía sau và sẵn sàng một tơn chuột rút. Vâng, lại chơi quả vườn không nhà trống rồi. Chuột rút hết. Vâng, chuột rút. Sinh ra và lớn lên ở Đan Phượng mà bây giờ thì chuột rút.
Có một tên hoàng tới từ game thủ Tuti ở gần với phía nhà BA. Chim sẻ đang chạy dần tương đối khéo léo, nhưng hãy cẩn thận, phá em mà chạy đi em. Mình đẹp dai mà, tên đổi nhà tới từ Tuti và game thủ chim sẻ. Một tên đổi nhà khá chi là hay. Tên đi quân ảo diệu. Bây giờ lại đưa về một cái thế mà ai là người quản map tốt hơn, người đấy thắng. Ai sẽ là người quản map tốt hơn đây? Tham Lai vẫn đang giữ là 59 dành cho game thủ chim sẻ. Vâng, tham 59 là một cái tham rất to. Tham rất to đấy. Và bây giờ thì ai là người quản map tốt hơn? Vẫn đang đứng A, vẫn đang đứng ở những cái địa thế cần thiết phải đứng dành cho game thủ chim sẻ. Chỉ còn lại 4A thôi, bị Tuti đốt mất 1A. 59 trên 60 và đang bắt đầu xây thêm E. Cảm nhận trận đấu là rất tốt dành cho game thủ chim sẻ. Một vài cái ruộng nhỏ nhỏ xinh xinh. Vâng, ai trồng khoai cái đất này. Ngày hôm nay chúng ta đang hy vọng vào một kịch bản khác. Một kịch bản mà chim sẻ nắng không phải là người vô địch, nhưng cũng chưa thể nói trước điều gì cả. Người ta đang chờ đợi vào Hồng Anh. Dân của Tuti chạy liên tiếp với những pha vẩy e đi bắt đơn vị quân, nhưng chim sẻ đã tìm ra dân của Tuti chạy ở khu vực này. Những đơn vị dân đi ăn hoang ở góc 9 giờ. Chim sẻ hồi lại ở phía khu vực nhà chính nhà mình. Tham Lai đang là 62 và vẫn đang nở đều. Trận này Tuti anh ấy phải ép chim sẻ chảy nước mới đúng chứ. Lên đời thì tất nhiên, nhưng mà 4A và 5A tự tin điều R thời điểm đầu, nhưng Tuti lại không làm như vậy. Có cơ kéo sẻ và để đến tham hơi to một chút thì chim sẻ đã hồi rồi. Và chạy dân quá thính, chạy từ trước khi Tuti tới. Có một cái gì đó khéo léo tới từ game thủ chim sẻ. Rất khéo léo thì đúng hơn. Tham Lai vẫn đang là 64 trên 72. Sẻ, vâng, sẻ có một cái gì đấy nó quá dị đi. Bây giờ thì lại cơ cấu lại ruộng. Liệu Tuti có về nhà và cơ cấu lại ruộng không? Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem. Trận thi đấu thứ hai giữa chim sẻ và Tuti. Tơn lọt ruộng, Tuti lại để lọt ruộng, 3 cung R thôi. Chim sẻ đang muốn thiêu những con cung R của mình vào dân của Tuti. Đây là trường hợp 50-50. Nhiều game thủ thiêu cung R vào dân sau đó đã bị thua. Bây giờ chim sẻ đứng đốt A. Một tơn dương đông kích tây lừa cho quân của Tuti vào trong nhà. Và bây giờ thì chim sẻ chiếm trọn lấy nhà BA của game thủ Tuti. Dân nhà chính đang ra đều và để cơ cấu lại những chiếc ruộng. Bắn nổ được một nhà BA tới từ game thủ Tuti. Và bây giờ thì lại tiếp tục, khi mà quân của Tuti kéo ra, chim sẻ lại móc máy ở phía trong nhà. Quá khó chịu, quá khó chịu. Tham Lai là 85 trên 104. Cửa cho Tuti đã thấp dần rồi. Sẻ vẫn làm vậy, lì lợm đến đáng sợ. 4A đấu 5A thời điểm đầu, nhưng vẫn đưa về cái thế mà để đến bây giờ chim sẻ vẫn sẽ là người có lợi. Khi ở một cái tham to như thế này rồi thì rất khó để hạ gục được game thủ chim sẻ, dù cho đối thủ có là ai. Rất nhiều ruộng. Một tơn đi vòng của game thủ chim sẻ, nhưng lượng quân ở khu vực này là ngang phèo nhau. Tiếp tục 9A và Tuti tự quyết khi Tham Lai quá đẻ. 2-0 dành cho sẻ trong vòng 3 của nhánh thua.